Đề bài nè, M để phương trình có nghiệm kép, tìm nghiệm kép với giá trị M vừa tìm được, thì ta giải bài 1 nha các bạn. Bài 1, x bình trừ 7 trừ 2m x trừ 14m bằng bằng 0. Thì để giải cái này các bạn phải xác định đây là phương trình bậc bậc 2 một ẩn, đó là a x bình cộng với x cộng c bằng bằng 0. A tương ứng là 1 nè. B tương ứng là trừ 7 trừ 2m. C tương ứng là trừ trừ 14m. Thì để phương trình có nghiệm kép thì nhớ phương trình bậc 2 có nghiệm kép khi và chỉ khi delta bằng bằng 0. Vậy các bạn viết cái lời văn để phương trình có nghiệm kép khi và chỉ khi delta bằng bằng 0. Thì các bạn nhớ công thức delta bằng b bình trừ 4 lần ac. Vậy tương đương nha các bạn. B bình nè, và nhớ cẩn thận có dấu trừ này, các bạn đóng cái ngoặc giúp lại. Đó, trừ 4 lần nhân a nhân nhân c. Được chưa? Rồi, bằng 0. Tiếp tục như vậy các bạn giải. Thì ta biết rằng bình phương mất dấu trừ nè, vậy 7 trừ 2m tất cả bình trừ 4 nhân cho trừ 14m bằng 0. Sau đó đây là hằng đẳng thức, a trừ b tất cả bình sẽ bằng a bình trừ 2 nhân a nè nhân b nè và cộng b bình. Rồi cái này phân phối trừ với trừ thành cộng nè, 4 nhân 14 ra là 56m bằng 0. Tiếp tục như vậy ta ra 49 nè, trừ đây ra là 4 nhân 7 là 28m cộng 4m bình cộng 56m bằng 0. Và tới đây các bạn rút gọn và sắp xếp mũ cao trước. Đó, đây với đây ra bao nhiêu ạ? 28 cộng 28m cộng 49 bằng 0. Tới đây ra phương trình bậc 2, các bạn có thể bấm máy tính nè, mod nè, 53. Rồi, A là 4, B là 28 và C là 49. 4 bằng 28 bằng 40, 49 bằng 49 bằng bằng. Thì ra là trừ 7 phần 2. Vậy M của mình sẽ tương đương là M bằng trừ 7 phần phần 2. Được chưa? Khi có M bằng trừ 7 phần 2 rồi thì ta tìm nghiệm x1, nghiệm kép nha các bạn. Thì nhớ x1 bằng x2 bằng trừ b chia 2a. Được chưa? Đâu? Trừ b này, đây nè. Đó là bằng trừ với trừ thành cộng là 7 trừ 2m chia cho 2 nhân a là 1. Sau đó các bạn thay cái m bằng trừ 7 phần 2 vào đây và các bạn bấm máy tính ra bao nhiêu. Các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp lỡ nha các bạn. Ok chưa?